Đây là cuốn băng ghi âm một số bài thơ thời Lý Trần, thời cực thịnh của văn học dân tộc, mà đa phần các sáng tác đều nhuốm màu đạo hạnh siêu thoát. Những giọng ngâm của các nghệ sĩ Hiền Trân, Thúy Vinh, Mai Hiên và Đoàn Yên Linh sẽ trình bày những bài thơ tiêu biểu thời Lý Trần với tiếng đàn tranh và độc quyền của Quỳnh Hạnh và tiếng sáo trúc của Tô Lan. Và mở đầu, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu bài kệ của Ngài Khôn Việt Thiền Sư. Một chung nguyên hữu hòa, hữu hòa, hòa hoàn sanh. Nhược vì mộc vô hóa, hóa toại hà gió mạnh. Trong cây sẵn có lửa, có lửa, lửa lại xanh. Nếu bảo cây không lửa, cỏ xác làm gì sinh? Một vị thiền sư rất nổi tiếng thời nhà Lý, đó là Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Và bản dịch: thân như ánh chớp chiều ta, cỏ xuân non tốt nở, thu già dụng thiền sư thời nhà Lý, đó là Ngài Định Hương Trưởng Lão. Sau đây là bài kệ của Ngài. Bản lai
không không. Bản dịch: xưa nay không xứ sở, xứ sở là chân tâm. Chân tâm như thể hiện tiếp theo là bài kệ của ngài Đạo Hạnh Thiền Sư. rất nổi tiếng, và sau đây xin trình bày với bản dịch của cụ Phan Kế Bính. Tác hữu trần xa hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Có thì có tử mây mây, không thì cả thế gian này cũng không. Kìa trong ánh nguyệt dòng sông, có không không có, có không ấy à mà. Bài kệ tiếp theo là của ngài Thiền Sư Quảng Trí. Quải tích nguy phòng bãi lục trần, mặc cơ huyễn mộng vân phụ vân, ân cần vô kế tham chứng thập
bạn trăm anh tả hy lộ quân. Bản dịch: trông gầy non cao bỏ sau trần, ở yên huyên mộng hỏi phù vân. Ân cần không cánh tham chừng thập mơ, chót vương bầy lớp mơ mũ cân. Tiếp theo là bài kệ của ngài Huệ Sinh Thiền Sư. Pháp đồn như vô pháp, phi hữu diệt phi vô, nhược nhân chi thử pháp, chúng sanh dự đầu. Tịch tịch lăng già nguyệt, không không đổ hài chưa, chỉ không sư. Lao xanh hư vẫn sắc kiêm không, học đạo vô như phòng tổ tâm, thiên ngoài mấy tâm non đình thế, thực quê khởi thành tùng. Càng khôn tận thì mau đầu thương, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Quyền tái thu
thủy trì phàm thánh giữ tây đông. Và bài dịch: uống công thôi hỏi sắc cùng không, học đạo gì hơn phóng tổ tâm. Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, thế gian trồng quê đâu thành tâm. Nhật nguyệt trong đại dung hiền tiền tay nắm vững, ai phân phàm thánh với tây đông. Một trong những bài kệ nổi tiếng nhất trong thời Lý có lẽ là bài Cáo Tật Thị Chúng Kệ của Ngài Mãn Giác Thiền Sư, và sau đây được trình bày với bản dịch của nhà thơ Ngô Tất Tố. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đào bách hoa khai, sở trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Mạc vì xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Xuân đi trăm hoa dùng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc qua mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Bài kệ tiếp theo của Ngài Thiền Sư Chân Không: hạnh cao chiều giá chân thành phong, tích trụ như vân mộ tập lòng. Nhân vũ hốt kinh băng huệ đắng, đạo lâm trường tham yến trinh tâm. Phần hoành bích thảo thiêm tân pháp, thủy trang thành
sơn nhân ta dùng. Tịch tịch thiền quan thủy canh khâu, kinh qua sầu thinh mổ thiên trung. Và bản dịch: trong chiều ngoài nội kinh gia phong, chống gậy đường mấy quyền bóng rồng, cửa tờ chợt hoang dương cất đổ. Rừng đào bùi mùi cội thông lòng, cỏ biếc quanh mồ thêm tháp mới, non xanh nước thâm gợi thân trong. Ngài thiền sư Không Lộ đang nổi tiếng với câu kệ Trường Khiếu Nhất Thanh Hàn Thái Hư, và sau đây là bài kệ của Ngài Không Lộ thiền sư. Trạch đắc long xà địa khả cơ, giá tình trung nhật lạc vô dư, hữu thời trực thượng có phong đành, trường kiêu nhất thanh hàn thái. Và bản dịch: lửa nơi rồng răng đất ưa người, cả buổi tình quê những màn thiền sư còn có một bài thơ gọi là Ngư Nhàn sau đây. Vạn lý thanh giang
thời trước vô nhân hoan, qua ngõ tình ngay tuyết mạn ở thuyền và bầy dê luôn dằm sông dài. Một làng dâu ra một làn hơi ông trài mê ngủ không người gọi tỉnh giấc quá trưa tuyết đầy thuyền tiếp theo là bài kệ của ngài Đạo Huệ Thiền Sư. Địa thủy hỏa phong thức nguyên lai nhất thiết không, như vân hoàn tụ tan Phật Nhật chiếu vô cùng. Thân giữ diệu thể bất hiệp bất phân ly, nhược nhân yếu chân biệt lô chung hóa nhất chi. Bản dịch: đất nước lửa gió thức nguyên lai thầy đều không, như mây lại tan hợp Phật Nhật chiếu không cùng. Sắc thân cùng diệu thể chẳng hợp chẳng chia lìa, nếu người cần phân biệt một cành hoa trong lò. Bài kệ tiếp theo là của ngài Thiền Sư Bảo Giám. Đắc thành chánh giác an bằng tu chỉ vị lao lung trí huệ ưu nhận đắc chỉ như thiên
thượng hiền kim ô. Tri giả dù như nguyệt chiếu thiên quang hàm, trần sát chiếu vô biên, nhược nhân nếu thức tu phân biệt lạnh thượng phù sơ tòa mộ yên. Và được dịch được thành chánh giác nhờ tu ấy, chỉ nhọc nhằn trí huệ yêu nhận được mani lý huyền diệu, vì thế trên không hiến vầng hồng. Người chi khác nào trăng rọi không, chiếu soi khắp cõi sáng không ngần. Nếu người cần biết nên phân biệt bài kệ sau đây của ngài thiền sư Bổn Tịnh. Huyền thân Bổn Tử không tịch sanh, dù như cảnh hình tượng giác liễu nhất thiết không huyền thân, tu du chứng thật dưỡng tờ trong gương hiền bóng hình, giác dành tất cả công thân huyền chớp mắt liền hay chân tương chân. Bài kệ tiếp theo của ngài Giác Hải thiền sư. Thiền trí thì
nghiệp ân tu cộng ân kỳ. Hoa điệp bồn lai giai thị huyền mạc tu, hoa điệp hướng tâm xuân về hoa bươm gặp nhau đây, hoa bươm phải cần họp lúc này. Giữ tâm bền chặt bơm hoa thay, bài kệ tiếp theo của ngài Tịnh Giới Thiền Sư. Thử thời thuyết đạo hạng chi âm, chư vị như tư tán đạo tâm. Hệ tở tử kỳ đa sản xâm, thính lai nhất đạt bả nha cầm. Thu lai lương khí sàng hung khâm, bát đấu tào cao đối nguyệt ngâm. Kham tiêu thiền ra si đồn khách, vi hà tương ngữ dị truyền tâm. Bản dịch: thời nay giảng đạo hiếm chi âm, chỉ bởi vì người mất đạo tâm. Nào khác tử kỳ nhiều sai lẫn, nghe qua suốt cả bá nhà cầm. Thu về mát mẻ thích trong lòng, tám đấu tài cao hát thông dong. Cửa thiền những thẹn người si đồn, biết lấy câu gì để truyền tâm. Ngài Thiền Sư Thường Chiếu có bài kệ như sau: thế vì nhân thân
tâm chi cánh tài quang. Bài dịch: ở đời làm thân người, nơi tâm Như Lai tạng, chiếu soi cùng khắp nơi, tìm đó lại càng rộng. Đạo bốn vô nhan sắc, tân thiên nhật nhật khóa, đại thiên xa giới ngoại, hà sư bất vi gia. Bài dịch: đạo vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi, ngoài đại thiên xa giới, chỗ nào chẳng nghĩ là nhà. Kết thúc những bài kệ của thời nhà Lý, xin giới thiệu Thiền sư Trường Nguyên. Biên hầu bảo tử quy thanh chứng, tử cổ thanh hiền một khả lượng, xuân lai anh truyền bách hoa văn, thu chi cũng khai một mô dạng. Và bản dịch: thế vượt bồng con lại núi xanh, từ xưa hiền thanh không mối manh, xuân về oanh hót trong vườn uyển. Thu đến cúc cười mất dáng hình. Bài kệ tiếp theo vẫn của ngài Thiền sư Trường Nguyên. Tại quang tại trần thường ly quang trần, tâm phủ trừng triệt giữ vật vô thân, thế ư tự nhiên ứng vật vô ngân, tông tương nhị nghi đạo thái nhân luân, đình độc vạn vật giữ vật vi xuân, tác vũ thiết nữ đã cố mộng nhân.
Sau đây, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu những bài kệ, những bài thơ của thời nhà Trần. Mở đầu là những bài kệ của ngài Trần Tung, tức là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Kiến giải trình, kiến giải tự niết mục tác quái, niết mục tác quái liệu minh minh thường tự tại. Và bản dịch: kiến giải bay, kiến giải như dụi mắt làm quay, rồi mắt làm quay rồi sáng sủa thường tự tại. Quý vị vừa lắng nghe bài kệ của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, nhan đề là kiến giải, và tiếp theo là bài dưỡng chân. Suy tâm hình hài khởi túc văn, thiên thanh vạn thấy mê hương quốc, hải gốc thiên đầu thị hướng mà hạt nổi nào đâu lần canh gà, muôn tia nghìn xanh tràn đất nước, chân trời góc biển dường tình ta. Bài kệ tiếp theo: thủ nê ngưu, tức là giữ con trâu đất. Nhất thân độc thủ, nhất nê ngưu, đặng tị khiên lai vị khẳng hưu, tương đáo tào khê đô phóng hạ, mang mang thủy cấp đã viên cầu. Bản dịch của Huệ Chi:
một mình giữ một con trâu đất xỏ mũi lối theo chẳng chịu rời. Vừa tới Tào Khê buông thả Quách mênh mông nước cuộn quả cầu trôi. Bài kệ Phòng Đăng Điền Đại Sư, tức là Thăm Đại Sư Tăng Điền. Bất yếu chủ môn, bất yếu lâm, đáo đầu hà sứ, bất an tâm, nhân gian tận kiến thiên sơn hiểu, thủy thinh cô viên đệ sư thâm. Bản dịch: nào phải rừng xanh ngay cửa tiêu, cuối cùng đâu chẳng trốn yên lòng. Người đời chỉ thấy nghìn non sáng, tiếng vượn rừng sâu ai biết nó không. Bài kệ Vấn Phúc Đường Đại Sư Tật, tức là Thăm Bệnh Đại Sư Phúc Đường. Phong thủy đau thị ba hốt độc, hóa tân giao sư diệm tài sinh. Phương chi tứ đại nguyên vô tế, nhất nhầm duyên lâu kiêng các hành. Và bản dịch: gió cuốn trên sông, sông nổi liền, cuối vừa bắt lửa sáng bùng Bài kệ Hí Chí Viễn Thiền Sư Kháng Kinh Tả Nghĩa, tức là Đùa Thiền Sư Chí Viễn Xem Kinh Giả Nghĩa.
mặc vi hương nhì một ngõ vi cao học hải phong ba biển công tần hạ điêu hồi nanh long thượng thủy nữ niên mồi thơm là mực bút cần câu học quay cuồng trở lại mong vững trí muôn cần khen cụ viện năm lửa rồng giữ lượn trong những bài kệ rất nổi tiếng của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là bài Phóng Cuồng Ca, tức là khúc hát điên quảng. Chúng tôi xin trình bày bản dịch của nhà thơ Trúc Thiên. Trời đất liếc trông trừ sao thanh thang, chống gậy chơi rong trừ phương ngoài phương, hoặc cao cao trừ mấy đỉnh núi, sâu sâu trừ nước trùng dương, đói thì ăn trừ cơm mười phương góp, mệt thì ngủ trừ nơi chẳng quê hương, hứng lên trừ thổi sao không lỗ, lặng xuống trừ đốt dài thoát hương. Mỏi nghỉ chút trừ đất hoan hỉ, khát uống no trừ tiêu dao thang. Quý sơn láng giềng trừ chăn con trâu nước, tà tam tâm ý trừ thổi khúc thương làng, thăm tàu khê trừ ra mắt lư thị, viếng thạch đầu trừ sánh về lão à bàng. Vui ta vui trừ bố đại vui sướng, điên ta điên trừ phổ hóa điên nà gan, chà chà bóng ngày trừ qua khe cửa, ôi ôi mây nổi trừ mộng giàu sang,
chiều sao trừ thói đời ấm lạnh. Đi chi trừ gai góc đường quan, sâu xoắn áo trừ càng nhón gót, dùng phô gia trừ bỏ ẩn tàng, buông bốn đài trừ đừng nắm bắt, tình một đời trừ thôi chảy quàng. Thỏa miệng ta trừ được ngã sở, sống chết bước nhau trừ ta vẫn như ngã thường. Bài kệ tiếp theo nhan đề Điệu Tiên Sư, tức là thương xót bậc thầy xưa. Nhật khúc vô sinh sương liễu thì, đám hoành tất lật cố hương quỷ. Thượng đầu đã quá hồ hà hiếu, nhất ca đề nghiêu nhằm đạo kỳ. Bản dịch: vừa lúc vô sinh đã đứt khúc ca, cầm ngang hồng sao lại quê nhà. Vượt qua mọi cái không chi cả, cưới ngược châu buồn mặt sức. Quý vị vừa lắng nghe những bài kệ, những bài thơ của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, và sau đây là những bài kệ của ngài Điều Ngự Giác Hoàng, tức là vị tổ thứ nhất của phái Trúc Lâm. Mở đầu là bài Xuân Hiểu. Thủy khởi khải sông phi, bất chi xuân dĩ quy. Nhất sông bạch hồ điệp, đây là bản dịch. Ngủ dậy mở cửa sổ, à xuân về rồi đây, kìa một đôi bướm trắng nhằm hoa phơi phơi. Bài kệ Đề Cổ Châu Hương Thôn Tử, tức là thế số nhất sách mạc, thời tình lượng hải ngân, mà cung hồn quan thông
Phật quốc bất thăng xuân. Số đời mờ mịt cả tình trong đôi mắt trong. Cùng mà nếu quan chặt cõi Phật xuân không cùng. Bài Động Thiên Hồ Thượng, tức là trên hồ Động Thiên. Động Thiên Hồ Thượng cảnh hoa thảo giảm xuân dung. Thượng Đế liên sầm tịch nhớ, Thái Thanh thì nhất chung. Bản dịch: cảnh hồ Động Thiên nọ, hoa cỏ giảm màu xuân. Thượng Đế thương hiu quạnh tầng xanh chuông bồng ngân. Bài tiếp theo nhan đề: Đăng Bảo Đài Sơn, tức là lên núi Bảo Đài, với bản dịch của nhà thơ Ngô Tất Tố. Địa tịch đài du khổ, thời lai xuân vị thâm. Vân sơn tương viễn cận, hoa kính ban tình âm. Vạn sơ thủy liêu thủy, bách niên tâm ngữ tâm. Ý lan hoành ngọc địch, minh nguyệt mãn hùng khâm. Bài dịch: đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chưa nồng. Gần xa mây núi ngất, nắng dập ngõ hoa lồng. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng tựa hiên nâng sao ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Bài kệ của ngài Điều Ngự Giác Hoàng được tiếp tục với bài Xuân Cảnh. Dương liễu hoa thắm điều ngữ chỉ
đường tìm anh mộ Vân Phi. Sách lai bất vấn nhân gian sự, cộng ý lan can khan thúy vi. Bản dịch: liễu biếc hoa hồng chim hót ca, mây chiều im lặng trước sân nhà, khách vào thế sự không cần hỏi, chỉ tựa lan can ngắm mơ cỏ hoa. Bài kệ nhị nguyệt thập nhất nhật dạ, tức là đêm 11 tháng 2. Hoan bá kiêu sầu phong vị trường, đạo sinh chúc đàm ổn lòng sàn, nhất thiên như thủy nguyệt như chú, xuân mộng trường. Và bản dịch: giữa sầu có rượu nhiều phong vị, chiêu chúc dường rồng mỏi vẻ cân, nước ấy vầng xanh trăng ấy ngọc, mai. Thiết đàm thạch can lăng hiểu tiết, cạo quần luyện thế nhà đông phong, nhân gian kiệm tố hán văn đê, thiên hạ anh hùng đường thái tông. Gan lì sắt đá nhờn sương tuyết, mộc mạc khăn xiêm đón gió đông, như hán văn xưa danh tiết kiệm thái tông đường nó tiếng anh hùng.
Một trong những bài kệ rất nổi tiếng của ngài Điều Ngự Giác Hoàng là bài Xuân Vãn. Niên thiếu hạ tầng liễu sắc không, nhật xuân tâm lại bạch hoa trùng, nhớ kim thiền bản bổ đoạn khán trụy hồng. Bản dịch: tuổi trẻ chưa tường lẽ sắc ngơ không, xuân sang hoa nở rộn tơ lòng, chúa xuân nay đã thành quen mặt. Nệm cỏ ngồi ngó bài kệ rất đẹp với phong cảnh thiên nhiên, nhan đề Thiên Trường Vạn Vọng với bản dịch của nhà thơ Ngô Tất Tố. Thôn hậu thôn tiền đàm tự yên bán vô bán hữu tịch dương biên mục đồng địch lý quy ngưu tận bạch lỗ song song phi hạ điền. Bản dịch: trước xóm sau thôn tựa khoai lồng, bóng chiều giường có lại giường không, mục đồng sao vạn châu về hết, cỏ trắng từng đôi liền xuống đồng. Sau đây xin hân hạnh giới thiệu một số bài kệ của vị tổ thứ hai Trúc Lâm, đó là ngài Thiền sư Pháp Loa. Đây là bài Luyến Thanh Sơn. Sơ sấu cung thu thủy, sàm nham lạc chiếu trung, ngang đầu khán bất tần,
lai lỗ hữu trùng trùng. Bản dịch: thưa gầy làn nước hút chót vót anh soi trong, ngẩng đầu coi chẳng là bài kệ cũng của ngài thiền sư Pháp Loa. Vạn duyên tại đoàn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng huyền mộng tràng, nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi bên kia trăng gió rồng và sau đây là vị tổ thứ ba của phái Trúc Lâm, đó là ngài Huyền Quang. Mở đầu xin giới thiệu bài Ngọ Thủy, tức là ngủ trưa. Vũ qua khê sơn tình, phong lâm nhất mộng lương, phản quan trần thế giới khai nhạn tùy mang mang. Mưa tạnh núi khe sạch, rừng phong một giấc mơ, ngoảnh nhìn đời bụi bặm, mở mắt giường say sưa. Bài Yên Tử Sơn Am Cư, tức là ở am núi Yên Tử. Am bức thành tiêu lãnh môn khai vẫn thường tặng, di can lòng động nhật
do xích hổ khê băng báo chuyện vô dư sách phù suy hiểu sâu đậm chúc lâm đa túc điều hy qua bản bản nhàn tăng bản dịch ám sát trời xanh lành cửa mở trên tầng mấy đông dòng trời sáng bạch khe hồ lớp băng đầy vùng dài mưu nào khó già núa gậy một cây rừng tre chim chóc lắm quá nửa bạn cùng thầy một bài thơ với phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời bài Chu Trung tức là trong thuyền. Nhất diệp biển chu hồ hải khách xanh xuất vì hàng phong thích thích vì bàng tử cô vạn chiều sinh giang thủy liên thiên nhất âu bạch và bản dịch dồn trắng xóa chim mâu trời lẫn nước mịt mù bốn phía ngọn chiều tuôn bài sau đây có hình ảnh sương khói như là một bức tranh thủy mạc nhan đề thạch thất tức là gian nhà đá bán gian thạch thất hòa vân chủ nhất linh xối y kinh tuệ thiên sang kinh tài án lộ tàng cốt đột nhật tam can bản dịch nửa gian nhà đa bàn cùng mây tấm áo lông thô lạnh tháng ngày sư khảnh
dường thiền kinh trước án, lò tàn than lùi sáng nào hay. Bài Thứ Bảo Khánh Tự Bích Giam Đề. Tức khói nhạc đồng hoang quê lắm vẻ, lầu Nam quán Bắc xế vừng hồng. Thơ không thi liều, xuân không chỗ, mấy cội hoa sầu nhớ gió.